Xin chào tất cả mọi người nhé. Rất lâu rồi hôm nay mình mới đi bẫy chồn. Thì vì căn bản là năm nay dịch Covid ảnh hưởng ấy, nên là gần như là không có đi xa được. Còn quanh khu mình thì gần như là chồn thì nó cũng không còn mấy nữa. Còn những con nào nó còn khôn lắm. Đây mình đang quan sát thử ở cái khu này thử xem nào. Khu này thực chất không phải là không còn nhé, nhưng mà căn bản là nó còn ít thôi. Và những con còn lại là những con mà đều được mình đã thả ra rồi, nên là để chúng ta mà xơi được nó đấy là khó. Tại vì mình sẽ quay một cái địa hình cho bác xem này. Đây cả một khu bãi rộng như này mà nó rất dở, cái bãi này này khó vào nhé. Cái bãi này nó làm kia cái là cái kho bạc của Hải Phòng, cái kho bạc nên là gần như là không thể vào được. Để mình quay cái tòa nhà kho bạc cho các bạn xem. Đấy, thì ông bảo vệ ông bảo nó vẫn gặp đôi chồn đi qua đi lại, mà mình đến nhiều lần rồi mà mình chưa gặp. Đôi này nếu mà tóm được nó rất là to nhé, thì mình cứ thử vận may thôi. Thì mình đang dùng cái loa VS808 này, thì khi các bác thấy mình đánh chồn nhé, thì cái loa này mình không nên để âm lượng quá to. Như cái này là mình đang chỉ để có mức 2-3 vạch thôi. Thì bạn nào có thấy là mình hay dùng con Quichita, nhưng mà năm nay dịch dã này nên chả lấy được Q93, thì mình vẫn dùng hai chiếc nhé. Còn nó Q93 của mình thì hôm qua khiển nó đang bị chụp chặt nên sáng nay mình cầm con VS này đi. Đây là mình đang chỉ để có mức 3 thôi này, mình không để nhiều. Thì trong một dòng loa anh trồn ấy, thì chúng ta sẽ chọn dòng loa mà khi bình thường mình tắt đi như này nhé, thì mình bật lên như này là cái loa này đang ở chế độ tạm dừng, nó lên chữ power này, tạm dừng này. Thì chúng ta sẽ dùng khiển ra kích hoạt cái loa này. Thế còn một số bác mà xài dòng loa mà nó không bật lên phát là kêu ngay. Có những lúc mà đôi khi chúng ta vô tình chúng ta đặt loa phát là khi chúng ta kích tiếng thì chúng ta không kích tiếng dài nhé, chúng ta chỉ cần đứng nép bọn nó thôi. Chúng ta chỉ nháy trong vòng một vài giây như vậy, và sau đó chúng ta phải quan sát kỹ xung quanh nhé. Chỉ cần vài tiếng nháy loa thôi nè, có khả năng biết là có hay không. Thì đây là mình nói rồi, đây khu này hôm nay mình chỉ thử vận may thử xem là nó có mò ra không nhé. Kia kêu bảo vệ ông ở cái chốt đường kia kìa, nó vẫn bảo nó gặp nó thử. Đây các bác thấy này, cái địa hình khu này bỏ hoang rất nhiều, mênh mông luôn. Bên kia đó là trường lái xe nhé. Như bác như anh em hỏi mình là đánh chồn vào thời điểm nào trong ngày, thì đánh chồn thì chúng ta có thể đánh được cả ngày nhé, nhưng mà đánh sáng sớm là tốt nhất. Như đây là mình đang đi là 5 giờ sáng mình đã xuất phát ở nhà mình đi rồi. Đây mình đang quan sát thử xem nó có dấu vết nó ra đây hay không. Đây cũng có dấu bới, nhưng mà dấu này là dấu của chuột. Để trước khi quyết định đặt loa kích thử thì mình có thể đi quan sát một vòng nhé, tại vì con chồn có là mới tung mới mù đấy ngay, chứ không phải chỗ nào mình kích loa nhé. Có vẻ là nó không ra đây các bạn ạ. Mình cho các bác xem một cái địa hình. Đây là một cái địa hình mà nói là khó sơi nhé, nhưng mà địa hình này là lý tưởng để chồn ở.
nhưng mà trong khu này không còn nhiều đâu. Trong khu này thì chỉ còn được một đôi hai đôi thôi, tại vì bản thân mình đánh khu này quá nhiều nhất mà nó trong cái vườn cây mấy bên kia là sân bay, nên là trong sân bay thì mình không nói nhé. Còn khu này thì chất thì bây giờ nó chỗ này nó mưa nên là mùa này thì mình chưa xuống ngay được, tại vì ít nhất phải tầm như bãi này thì chúng ta phải chờ đến mùa khô. Tại mùa khô thì chúng ta đội lên đây đi hơn bộ lên được, còn thời điểm này chúng ta đi đội lên ướt bệt lắm. Còn con tròn thì nó không sợ nước đâu nhé, nó vẫn xuống được cái màn bình thường. Nên ở đây là mình đang thử vận may thử xem nào, nó có sáng sớm nó có mò rìa bờ hay không. Thực chất chỗ này nước nó không to đâu, nó chỉ là sệt thôi, nhưng mà nội xuống thì rất là bệt, có nhiều bùn nó sụt. Nhưng đây là một bãi kiếm ăn lý tưởng của trồn nhé. Đây là dấu vết mà tố cáo là con trồn này vẫn mới lên đây này. Đây là phân trồn nhé, rất đặc trưng này, bên trong chứa rất nhiều những cái cánh côn trùng nhỏ này. Bác nhìn nhé, đây là phân trồn nhé. Các bạn thấy chưa, nó có thể mò tận lên đây luôn. Ta nhìn dấu chân nó đi này, về dấu chân đi này. Chỗ này thì cũ rồi nhé, nhưng khẳng định ở đây là trốn vẫn còn nhé. Thì nhiều bác nhiều anh em nói là trồn bẻ tiếng không theo, thì mình thấy không phải là như vậy. Những con mà chúng ta đi đánh ấy, mà nói bẻ tiếng thì không phải đâu, tại vì có những con mình đánh mình thả ra một lần hai lần vẫn chạy vẫn theo bình thường. Cô gái những con đấy sẽ khôn hơn, nó sẽ không đến gần và nó sẽ đứng từ xa nó nhìn nhé, nên là khi bắt những con như vậy phải chặn phòng từ xa. Và có một cái nữa là mình đi đánh nhiều, mình thấy rằng là tỷ lệ là khoảng độ 40% những con đôi khi chúng ta kích tiếng gọi thò đầu ra có thể không nhìn thấy người nhưng vẫn bỏ đi luôn không quay lại. Thì những con đấy thì theo cái khả năng của mình thì là trường hợp mà nó ở xa khu vực hang ấy, tại vì bọn này sống địa bàn cực cao nhé, nên khi nó nghe tiếng nó phi ra nhưng mà nó đi luôn nó không quay lại được nữa nhé. Nên là có những chỗ mà chấp nhận chúng ta là phải hên xui. Cái nào bình thường mình đi đánh như này, ở đây dấu vết cũ rồi, tại khu này rất là rộng nên là mình sẽ không đánh thử. Còn nếu mà trường hợp mà nếu mà dấu vết mà mới mà tinh như chỗ này, mà ví dụ đêm mà mới mưa mà sáng nay mình thấy dấu vết chân như này ấy, là mình sẽ ra thòng ngay không cần kích. Đến một vũng bùn này thì một rừng dấu chân luôn nhé, có chân chuột, có chân trồn. Đây là chân con gì các bác? Này khả năng là cáo mèo hoặc là mèo hoang nhé. Chỗ này là có một đôi trồn sinh sản này, hai dấu chân to đi cùng với nhau. Và rất nhiều dấu chân bé nhé, có cả chân chuột lẫn, nhưng mà trồn với chuột thì nó khác nhau. Chân con trồn nó đi nó to hơn nhiều và nó có móng này. Đây là dấu chân còn đi nhè này, còn tìm còn chẳng thấy nhé. Nên thấy cho các bác biết là trồn di chuyển rất là rộng. Đây này, dấu vết nó ra nó đào này. Nó dẫn qua. Sau mấy tiếng liền quần thả mà mình không thấy bóng dáng con nào các bạn, rõ ràng là dấu vết vẫn còn nhé. Như đánh trồn thì chuyện này là chuyện bình thường thôi, may mà hôm nay thời tiết nó mát. Đây là bộ thòng mà theo chân mình đi đánh khắp nhiều nơi nhé. Bộ dây xanh này là mình đánh là mình tự tin nhất, mình đã thử rất nhiều loại cước nhưng mà bộ này vẫn là bộ mà trồn mà dính kể cả dính đuôi không ra luôn.
đi đánh chồn thì chúng ta không nên tốn quá nhiều sức, nhất là thời điểm mùa này chúng ta chỉ tranh thủ đánh buổi sáng sớm thôi, tại vì ít nhất phải sang tầm tháng nữa khi nó vào trời se lạnh thì chúng ta sẽ đi được cả ngày. Còn thời điểm mùa này mà chúng ta đi một lúc mệt mà không được ấy, rất là nản, nên là chúng ta chỉ tranh thủ như mình hôm nay mình dậy từ 5 giờ sáng nhé, mình đi. Các bác nhìn này, cái dây màu xanh khi mình cho cùng với màu lá này gần như nó tàng hình luôn này. Bây giờ chỉ hy vọng làm sao cho nó qua được dịch này nhanh nhanh thì để còn đi xa được. Thế còn như thời điểm này thì rất hạn chế đi lại nhé, bỏ cực kỳ luôn, không đi được, bức xúc nó mà không sao được anh em ạ. Tuần sau mình sắp tại chỗ này, tại vì dấu vết nó vẫn còn mới thì chúng ta chịu khó, thỉnh thoảng buổi sáng chúng ta tranh thủ qua một lượt thôi, đôi khi có thể đi 3